Diễn viên Nam Thư báo tin tang sự, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi cùng nhiều nghệ sĩ Việt gửi lời chia buồn. Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Nam Thư bất ngờ thay đổi hình ảnh đại diện kèm theo dòng chú thích: "Nội đợi con nha, con đang về với nội, nội ơi." Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng bất ngờ thay đổi ảnh bìa là khoảnh khắc bên bà nội khiến dân tình không khỏi lo lắng. Hành động này của diễn viên Nam Thư khiến netizen suy đoán rằng gia đình cô nàng có tang sự. Bên dưới bài đăng, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp của Nam Thư cũng đã để lại lời chia buồn đối với nữ diễn viên. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi động viên Nam Thư: "Chị chia buồn cùng gia đình. Cố gắng em nha." Diễn viên Anh Đức viết: "Chia buồn cùng bạn và gia đình." MC Phương Hiếu cũng gửi lời nhắn nhủ đến Nam Thư: "Cho phép anh xin được chia buồn cùng em và gia đình." Diễn viên Tú Vi bồi hồi viết: "Ôm bạn, thương, cho mình xin chia buồn cùng bạn và gia đình, cầu nguyện."